Kính thưa quý vị và các bạn, gần 3 tháng sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, nỗi trăn trở về con gái La Vi gần như đã được giải quyết khi bố ruột bé, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy tuyên bố, anh hoàn toàn được quyền nuôi con. Tuy nhiên cho đến ngày 14 tháng 6, ông C và bà Tâm, bố mẹ cố diễn viên đã có buổi làm việc với luật sư, giành lại quyền nuôi cháu ngoại. Hai vợ chồng ông bà không chấp nhận để giọt máu duy nhất cho người khác chăm sóc trong khi bé đang được bố đẻ ca sĩ Phùng Ngọc Huy giao toàn quyền nuôi nấng cho hai cô bảo mẫu. Mới đây nhất, ông C và bà Tâm tiếp tục tố Phùng Ngọc Huy chỉ sống vì bản thân và chưa bao giờ nghĩ đến con gái. Trả lời truyền thông, hai ông bà cho rằng việc nam ca sĩ nhận lại con chỉ vì sức ép của dư luận không xuất phát từ tình thương dành cho bé La Vi. Phùng Ngọc Huy chỉ sống cho bản thân mình và không sống cho con. Trước đây, Huy đã bị ném đá. Nhưng bởi cộng đồng mạng đang yêu cầu anh ta nuôi con gái, thì anh ta phải cộng tác thôi. Người ta bảo Huy bỏ là Huy bỏ, bảo Huy lết là Huy lết. Huy không dám đứng lên. Bố mẹ Mai Phương nói trên ION. Theo dòng sự kiện, Quản lý của cố diễn viên đã đăng đàn bác bỏ lời tố từ ông C và bà Tâm đối với Phùng Ngọc Huy. Người này cho rằng chính ông bà ngoại của bé La Vi mới là người không chăm sóc tốt cho cháu gái lúc Mai Phương sinh thời. Anh đồng thời hy vọng mọi chuyện hãy dừng lại đúng lúc. Ngày đám tang chị, chính tôi là người được anh Huy gửi gắm rằng Khi nào em đến nhà tang lễ, em gọi cho anh để anh nói chuyện với mẹ Mai Phương nha em. Tôi còn bảo với anh rằng chắc chắn những lời anh không muốn nghe có khi tổn thương đến anh luôn đó. Anh Huy giọng trầm xuống và bảo: "Giờ nói gì anh cũng phải nghe thôi em à." Mong mẹ Mai Phương hiểu. Nhưng khi tôi vào có nói với Mi nhỏ, Mi nhỏ lại nói với bà thì bà bảo: "Không có việc gì phải nói gì, muốn gì về gặp trực tiếp thì nói." Trong khi đó bà vẫn biết được đang trong mùa dịch và vấn đề cá nhân anh Huy chưa về được, chứ không phải anh Huy không muốn về. Anh Huy nếu mà nghe theo lời người này, người kia như ông bà chia sẻ, thì chắc sẽ không có duyên gặp ông bà đâu nhỉ. Tôi làm việc với anh Huy cũng khoảng 4 năm, tôi hiểu anh Huy là một người như thế nào. Chuyện chăm La Vi rất tốt. Đơn giản mỗi việc chị Phương đi diễn một thời gian ngắn ở Mỹ, được vài ngày ở với ông bà thì giữa hai người có chuyện xảy ra. Chị phải gọi về cho hai cô mi qua đón về giữ hộ chị trong thời gian chị không có ở Việt Nam. Quản lý cố diễn viên lên tiếng. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Họa Mi, một trong hai cô bảo mẫu của bé La Vi, cũng là người được Phùng Ngọc Huy ủy quyền chăm sóc con gái, đệ đơn kiện luật sư viết tắt là MTP khi cùng bố mẹ cố diễn viên đưa ra thông tin một chiều ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống cá nhân. Phùng Ngọc Huy đích thân ra mặt để xin lỗi và cảm ơn hai cô bảo mẫu. Thông qua mạng xã hội, anh nhấn mạnh giấy ủy quyền đã được hợp thức hóa bởi lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ. Tôi đã làm giấy ủy quyền cho hai chị em My chính thức thay mặt tôi để chăm nom nuôi dưỡng bé La Vi. Trong thời gian tôi chưa thể về Việt Nam vì giấy tờ bị chậm trễ do tình hình dịch bệnh tại Mỹ Giấy ủy quyền đã được hợp thức hóa lãnh sự của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020. Phùng Ngọc Huy cho biết. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin liên quan đến người quản lý cũ của cố diễn viên Mai Phương khẳng định. Phùng Ngọc Huy là người sống rất tử tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo